Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung Vì sao tàu cộng không nổ phát súng đầu tiên? Tác giả Hồng Bác Học. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Người đầu tiên vạch trần âm mưu chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là ông Mike Poe, và cuốn sách Cuộc Marathon 100 năm của ông đã tiết lộ kế hoạch Đảng Cộng sản Trung Quốc vượt Anh đuổi Mỹ trong 100 năm. Đảng Cộng sản Trung Quốc đại biểu cho chủ nghĩa Marxist, niềm tin tiêu diệt quốc gia chủ nghĩa tư bản và nô dịch toàn thế giới của họ chưa bao giờ thay đổi. Người thứ hai là ông Robert Spelding. Do đó, chúng ta hãy giải thích ý nghĩa của câu nói không nổ súng trước này và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc liệu liều lĩnh xâm lược Đài Loan hay không? Cuộc chiến ẩn mình của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với thế giới. Trong chuyên đề trước đây, tôi đã từng nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc chiến thầm lặng không khói súng đối với thế giới, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc biết một cách sâu sắc rằng tên lửa không có cách nào chinh phục được lòng người, nhưng tiền bạc thì có thể 14 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng, giới chính trị kinh tế các nước châu Âu đã bị kiểm soát, chỉ cần phân tích chính sách tả hữu lưỡng nan của Đức đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc thì có thể thấy sức mạnh đỏ đã thâm nhập vào tận xương, đang thao túng chính đàn nước Đức. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể kiểm soát nước Đức thì Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể là thiên hạ đệ nhất. Trong thời gian dài, Thuyết ba phần quân sự, bảy phần chính trị của Mao Trạch Đông được cho là môn đồ trong đảng đỏ của ông ta coi như là lời răn, cho nên họ làm tuyên truyền, làm xâm nhập, vốn chính là một dạng của chiến tranh tâm lý, không được xem thường và cũng không nên trúng kế. Ông Robert Spelding nói, hiện nay nước Mỹ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cho đến nỗi cơ hồ như là muốn sụp đổ, sự tan rã của dân chủ nguyên nhân chính là quốc gia phương tây khinh địch tự cho rằng chế độ dân chủ đau thương bất nhập nhưng lại quên mất rằng nền tảng của chủ nghĩa tư bản chính là kim tiền cho nên dùng kim tiền có thể đánh bại được dân chủ cái gọi là phòng vệ dân chủ của quốc gia phương tây thực sự là rất mong manh ông robert spelding từng phục vụ trong không quân mỹ và về sau vào washington đảm nhận chức chuyên gia chiến lược trung quốc và tham mưu hội nghị liên bang. Câu nói kinh điển trong cuốn sách Cuộc chiến vô hình, khi các nước phương Tây đang ngủ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm khởi động các cuộc chiến đối với phương Tây. Chiến tranh bằng vũ lực quân sự là lựa chọn cuối cùng, có thể từ trong chiến tranh không giới hạn để kiểm soát nước đối địch thì vũ lực chỉ là chuẩn bị và chưa cần dùng đến. Từ câu nói này có thể phân tích ra liệu có phải nổ phát súng đầu tiên về cơ bản là không liên quan tới cục diện chiến tranh để đến lúc đảng cộng sản trung quốc buộc phải nổ súng thì lúc đó chính là đảng cộng sản trung quốc đã thua bởi vì một khi động đến súng ống dù có chinh phục đài loan thì cũng không bằng cách nào thống trị đài loan nội việc khôi phục việc làm sau thời chiến cũng mất khá nhiều phí tổn và cần một đoạn thời gian rất dài việc giành lấy một hòn đảo hoang tàn không phải là hành động của kẻ thông minh. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không dễ dàng dùng đến quân sự. Từ quan điểm này mà xét, chiến tranh eo biển Đài Loan 99% sẽ không xảy ra bởi vì chỉ có 1% khả năng có thể dùng phương thức phi vũ lực để chiếm Đài Loan thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không động đến vũ lực. Huống hồ, Đài Loan là một nền dân chủ mỏng manh, chỉ cần tìm một người đại diện đỏ biết nghe lời để thông qua bầu cử dân chủ rồi nắm quyền thì cái giá phải trả là rất thấp. Việc này có khó không? Ông Mã Anh Cửu đột nhiên làm xong phẫu thuật mí mắt, giả trang thanh xuân, phát ngôn phấn khích đang để lộ ra thông tin này. Phân tích của ông Spanning là lấy Mỹ làm mẫu, mở đầu cuốn sách, ông nói về một câu chuyện. Năm 2016, ông Spanning muốn làm một nghiên cứu, đề mục của nghiên cứu này là Đảng Cộng sản Trung Quốc làm thế nào để thông qua chính khách Mỹ và Anh Phố Quân để ảnh hưởng tới các chính sách của Mỹ. Ông đã tìm được đối tượng hợp tác là năm tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Washington. Mới đầu đề mục đã được chấp nhận, nhưng sau đó một tuần ông nhận được điện thoại thông báo kế hoạch nghiên cứu của ông đã bị hủy bỏ. Về sau ông phát hiện người đứng sau chi tiền cho cơ quan nghiên cứu hàng đầu tại Mỹ này đều là những tài phiệt và những nhà chính khách thân Trung Quốc của Washington. Tên của cơ quan nghiên cứu này tạm thời được giữ kín. Từ các cơ quan nghiên cứu cho đến chính khách và truyền thông mạng, ông Trump nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nằm trong tay nửa nước Mỹ là nói thật. Một khi ông Biden trúng cử, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể kiểm soát được cả nước Mỹ đây cũng là lời nói rất chân thực. Mỹ đã bị xâm nhập 40 năm. Từ kinh nghiệm mà bản thân trải qua, ông Spelding phát hiện Mỹ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm nhập không thua kém gì Đài Loan, Úc, New Zealand và Canada. Còn về các nước liên minh châu Âu thì lại càng nghiêm trọng. EU bắt đầu những năm 90 đã yếu dần, tranh chấp chính trị kéo dài giữa cánh tả và cánh hữu đã cho Đảng Cộng sản Trung Quốc cơ hội. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng lợi ích kinh tế, thắt chặt cổ các nước phương Tây. Tình huống này không phải là hình thành một sớm một chiều mà là được bố trí một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên, quốc gia phương Tây bị xâm nhập hoàn toàn im hơi lặng tiếng lại còn cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể làm quốc gia bạn bè, thậm chí tin rằng trung quốc có thể đi về hướng dân chủ cuối cùng chứng minh những nhận thức này hoàn toàn là sai lầm đảng cộng sản trung quốc là thể chế độc tài nếu bước sang dân chủ và cho nhân dân tự do thì có nghĩa là đảng cộng sản trung quốc sẽ mất quyền lực điểm này đảng cộng sản trung quốc không cách nào chấp nhận được cho nên mỹ dìu dắt đảng cộng sản trung quốc lớn mạnh người dân trung quốc ngược lại càng phải sống khổ những người sống tốt, khỏe mạnh chính là những người có liên quan tới kẻ nắm quyền. Đây là tình huống thực tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính đàn Mỹ đầy rẫy ngựa gỗ đỏ. Lực lượng đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến vào chính đàn nước Mỹ, thậm chí là Bộ Ngoại giao. Đây đã không còn là tin gì mới. Ông Spedding cho rằng, từ thời Tổng thống George Bush và bà Triệu Tiểu Lan đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng lao động Mỹ, doanh nghiệp gia tộc nhà bà chính là vừa làm quan và vừa làm thương nhân với hãng vận tải biển hàng đầu và nhận được rất nhiều lợi ích từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chồng của bà Triệu Tiểu Lan chính là lãnh đạo Hạ viện Mỹ, ông Mitch McConnell. Và nhà văn Peter Switzer đã tiết lộ trong cuốn Đế quốc bí mật. Ông Biden Người được Đảng Dân chủ chọn làm tranh cử chức tổng thống năm nay, hồi năm 2001 là người dốc sức thúc đẩy Mỹ cung cấp đãi ngộ tối huệ quốc cho Trung Quốc và bình thường quan hệ thương mại vĩnh viễn Trung Quốc. Còn con trai của ông Biden thì bị phát hiện nhận được khoản tiền lớn từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện tại vì tổng tuyển cử nên mới bị buộc phải rút khỏi Harvest RST. Ông Peter Stritzer nói trong sách rằng có nhiều tài phiệt thân Trung Quốc hơn ở phố World, bao gồm Blackstone Group, Quỹ Tránh Rủi Ro, Orange Bridge và những người này đều theo đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử lần này và đây cũng là điều có thể hiểu được. Ông Trump nhìn thấy nước Mỹ ngày càng bị xâm nhập nghiêm trọng nên đã lớn tiếng kêu gọi tách rời Trung Quốc. Công trình này thực ra không dễ. Còn đỉa hút máu chính là cắn chặt và không buông Mối quan hệ ràng buộc 40 năm qua Không cách nào cắt đứt trong một sớm một chiều Đảng Cộng sản Trung Quốc càng hiểu rõ Không cần phải nổ phát súng đầu tiên Chỉ cần làm đỉa hút máu Nếu không cách nào hút được máu Thì Đảng Cộng sản Trung Quốc ắt sẽ vong Trừ phi, châu Phi lại tiếp tục cung cấp mục tiêu hút máu cho Trung Quốc. Vậy nên, ông Vương Nghị mới đi các nước châu Âu, thuyết phục châu Âu không nên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục đích chuyến đi rất rõ ràng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuẩn bị từ trước, một khi mất đi cơ thể cung cấp máu, ít nhất vẫn còn châu Âu có thể hút được. Chính sách tách rời Trung Quốc của ông Trump thực ra chính là nổ phát súng đầu tiên, nhưng cũng có thể là phát súng cuối cùng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài đọc vì sao tàu cộng không nổ phát súng đầu tiên tác giả hồng bác học đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau